Ngày 14 tháng 2, đồng loạt các xã thị trấn trên địa bàn huyện Dòng Trơm tổ chức lễ trao quân trang cho thanh niên nhập ngũ năm 2022. Với sự quan tâm động viên của các cấp ngành và đoàn thể, thanh niên nhập ngũ năm nay thể hiện tâm thế vững vàng, yên tâm. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các thanh niên hăng hái sẵn sàng tham gia xây dựng quân đội, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc. Trong niềm hân hoan phấn khởi trước ngày nhập ngũ, em Quỳnh Bảo Khang, thanh niên ấp 4 xã Bình Hòa, chia sẻ cảm xúc của mình. Cảm xúc con của em là có phần lo lắng vì mình phải đi xa nhà, rồi mình đang hồi hộp, bồn chồn. Nhưng cũng rất vui mừng vì đã cống hiến cho môi trường quân đội. Đi vô trỏng thì mình được rèn luyện theo nội quy nền nếp của quân đội. Em xin hứa hẹn là sẽ thực hiện đúng nội quy của quân đội và đi về trong niềm tự hào của Bộ đội Cụ Hồ. Chất lượng cho quân của huyện qua các năm tiếp tục được nâng lên. Tâm thế của các thanh niên nhập ngũ vững vàng, yên tâm nhờ sự quan tâm động viên của các cấp, các ngành và đoàn thể. Năm nay, huyện Dòng Trơm có 170 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ tham gia xây dựng quân đội. Lễ giao quân sẽ diễn ra vào sáng ngày mai 16 tháng 2. Công dân có lệnh gọi nhập ngũ được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR có kết quả âm tính, có hiệu lực đến ngày giao nhận quân. Thì năm 2022 thì Bình Hòa có 9 thanh niên chính thức lên đường nhập ngũ và 6 thanh niên dự bù. Thì công việc chuẩn bị từ đây đến ngày 16, cái ngày giao nhận quân thì ngày 15 sẽ tổ chức làm lễ tiễn đưa, bên cạnh đó là test COVID cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, sau đó sẽ giữ thanh niên lại tại ủy ban. Thì nhìn chung thì công việc chuẩn bị cho công tác giao nhận quân vào ngày 16 thì Bình Hòa cơ bản đã hoàn thành. Thì mọi công tác chuẩn bị cũng cơ bản là ổn, về hậu cần rồi phòng chống dịch bệnh cũng đảm bảo theo cái quy định. Nhìn chung trong 15 thanh niên này thì đều sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Cùng với lớp lớp thanh niên cả nước, 170 thanh niên của huyện Dòng Trơm lên đường tham gia xây dựng quân đội năm nay, mang theo sự tin tưởng và kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền địa phương và gia đình. Bằng nhiệt quyết của tuổi trẻ, các thanh niên sẽ tiếp bước cha anh trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước.